hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước trong tháng thanh niên 2023 và thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Sáng 18 tháng 3, huyện Đoàn Thanh Oai đã tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2023. Đến dự hội thi có đồng chí Bùi Mạnh Hướng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mai Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội. Cùng đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Oai, đồng chí Lê Văn Ân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyện, Bí thư huyện Đoàn Thanh Oai, cùng các đồng chí cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn. Hội thi được tổ chức nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức và khả năng tổ chức hoạt động của đội ngũ bí thư chi đoàn tại cơ sở, từ đó phát hiện ra những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo và bổ sung cho đội ngũ đoàn các cấp. Là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên thanh niên, phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyện cho biết. Thanh Oai là một ngày đặc biệt nhất cho những ai đã và đang gắn bó với công tác thanh niên và gắn bó với hoạt động đoàn. Bởi đơn giản, đó là quãng khoảng thời gian đẹp nhất, là phần thanh xuân sôi nổi, đầy nhiệt huyết và đầy những trải nghiệm thú vị, mới mẻ và ý nghĩa. Tháng 3 năm nay, một tháng 3 có nhiều kỷ niệm và nhiều dấu mốc với tuổi trẻ Thanh Oai. Hãy cùng một chút nhìn lại để tiếp tục cho hành trình mới bước tới với nhiều sáng tạo, nỗ lực cho thanh thiếu nhi, cho quê hương và cho chính tổ chức của mình. Hội thi bí thư chi đoàn giỏi diễn ra 2 vòng, trải qua vòng sơ loại tại các cụm. 8 thí sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung khảo. Tại đây, các thí sinh trải qua 3 phần thi: kiến thức, hùng biện và tài năng. Những thí sinh tham dự đều thể hiện sự hiểu biết về lịch sử truyền thống của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, các thí sinh cũng đưa ra các phương án để giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý tình huống liên quan đến các nội dung về công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống, pháp luật và ý thức công dân, cách thức triển khai và giải pháp thực hiện công trình, phần việc thanh niên, công tác xây dựng đoàn. Không chỉ là nắm vững những kiến thức, cách giải quyết tình huống khéo léo, mà các thí sinh còn phải thể hiện những nét năng khiếu riêng của mình. Xuất sắc thể hiện bản thân, vượt qua 7 thí sinh, bí thư chi đoàn, cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, công an huyện Thanh Oai, đoàn Trần Hoàng đã giành quán quân của cuộc thi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Nhân dịp này, các đồng chí đoàn viên xuất sắc đã vinh dự nhận được kỷ niệm trương vì thế hệ trẻ, phần thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng với đó, huyện Đoàn Thanh Oai đã tổ chức lễ ký kết nghĩa giữa huyện đoàn và đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Phòng không Không quân. Hoạt động này nhằm tạo nên mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai đơn vị, cùng thực hiện và giúp đỡ lẫn nhau, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo điều kiện cho nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng môi trường hoạt động đoàn hiệu quả.